Thống kê của Y tế tỉnh Bình Dương cho thấy, những ngày gần đây, bệnh đau mắt đỏ đã giảm khoảng 50% so với thời điểm đỉnh dịch của hai tuần trước đó. Theo ngành Y tế tỉnh Bình Dương, tại nhiều bệnh viện, phòng khám chuyên khoa mắt vào thời điểm này, số bệnh nhân mắc mới giảm dần, số bệnh nhân tái khám bắt đầu có xu hướng nhiều hơn số bệnh nhân mắc mới. Tại thành phố Thuận An, trước đó một ngày, toàn thành phố đã ghi nhận khoảng 1.200 ca mắc trên một ngày, nhưng con số này đã giảm, còn khoảng 700 ca trên một ngày. Hay tại thành phố Dĩ An, vào thời điểm đỉnh dịch đầu tháng 9 ghi nhận 1.800 ca mắc trên một ngày, nhưng hiện tại chỉ ghi nhận 800 ca trên một ngày. Tương tự tại thành phố Thủ Dầu 1 thành phố Tân Uyên, số bệnh nhân là học sinh bị đau mắt đỏ cũng đang giảm dần, huyện dầu tiếng giảm đến 50% số ca mắc so với thời điểm đỉnh dịch, hiện mỗi ngày chỉ ghi nhận khoảng dưới 500 ca mắc mới. Trước đó bệnh đau mắt đỏ gia tăng đột biến, có nhiều người mắc bệnh nên người dân đua nhau đi mua thuốc và khiến cho các loại thuốc nhỏ mắt trở nên khan hiếm lãnh đạo sở y tế khẳng định bình dương không thiếu thuốc điều trị đau mắt đỏ sở y tế đã có văn bản yêu cầu các cửa hàng thuốc phải niêm yết giá thuốc và bán theo giá niêm yết không cao hơn giá kê khai đã công bố đặc biệt các nhà thuốc quầy thuốc không được lợi dụng tình hình dịch bệnh để đầu cơ găm hàng tích chữ gây tình trạng khan hiếm trên thị trường đối với các loại thuốc đang được dùng để điều trị bệnh đau mắt đỏ và đẩy giá thuốc lên cao nhằm trục lợi ngành y tế sẽ tiến hành thanh tra đột xuất trong trường hợp phát hiện cửa hàng nhà thuốc bán không đúng giá niêm yết sẽ lập biên bản tiến hành xử lý theo đúng quy định Trước đó vào ngày 7 tháng 4 năm 2020, đại diện thanh tra Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tổng hợp các nội dung phản ánh tình trạng tăng giá thuốc mùa dịch và phối hợp với phòng an ninh chính trị nội bộ PA83 và phòng cảnh sát kinh tế PC03 công an thành phố Hồ Chí Minh để điều tra về các vụ việc này. Công tác điều tra đã được mở rộng ở 24 quận huyện của thành phố để xác định nguồn từ đâu và các nguyên nhân liên quan, từ đó mới có hướng xử lý theo đúng quy định. Trước đó theo ghi nhận của phóng viên tại một số nhà thuốc trên địa bàn quận Thủ Đức, quận Gò Vấp, quận Bình Thạnh nhiều loại thuốc đã đồng loạt tăng giá. Đơn cử là thuốc Efferegan dạng sủi hạ sốt, nếu như trước đây là 48.000 đồng một hộp thì nay tăng từ 64 đến 80.000 đồng trên một hộp. Không chỉ Efferegan, một số loại thuốc khác như Paracetamol giảm đau hạ sốt cũng tăng 1.000 đồng một viên, hay là thuốc điều trị chóng mặt cũng tăng từ 5.000 đến 9.000 đồng trên một viên. Theo tìm hiểu, ngoài lý do khan hiếm hàng, các nhà thuốc cho rằng việc họ tăng giá thuốc còn phụ thuộc từ phía các công ty kinh doanh đã đẩy giá lên cao. Trao đổi với phóng viên, ông Đỗ Văn Dũng, trưởng phòng nghiệp vụ dược Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định có tình trạng thuốc Effergan bị đứt hàng và nhà phân phối sản phẩm này đang thực hiện các bước để nhanh nhất có thể đưa hàng về giải quyết tình trạng khan hiếm hàng này ông cho biết việc các công ty kinh doanh thuốc và các nhà thuốc tự ý tăng giá thuốc là hành vi không thể chấp nhận được bởi theo quy định các công ty kinh doanh thuốc muốn tăng giá phải kê khai lại giá thuốc với cục quản lý dược bộ y tế và bán ra với giá không được cao hơn giá kê khai các nhà thuốc phải niêm yết giá bán không được bán giá cao hơn giá niêm yết <laughs>